Nếu nói Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam thì du lịch Đà Nẵng là nơi mà ai cũng nên đến ít nhất một lần trong đời. Một thành phố trẻ năng động, nơi của những con người dám nghĩ dám làm. Người dân Đà Nẵng đã biết cách biến những thứ không thể thành có thể, từ một đỉnh núi hoang sơ thành thiên đường Bà Nà Hills rực rỡ, từ một mạch suối khoáng ngầm trên đỉnh núi Chúa thành khu du lịch suối khoáng nóng thần tài sôi động. Du lịch Đà Nẵng hấp dẫn là thế, tuy nhiên du khách thường chọn tour du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm bởi đây là thời gian vừa đủ cho chuyến tham quan Đà Thành sôi động. Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm siêu rẻ, siêu tiết kiệm thì chắc chắn có nhiều bạn chia sẻ rồi. Tuy nhiên, kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm sao cho an toàn và không bị chặt chém thì chắc là ít. Vừa may, Cuồng Du Lịch và đồng bọn vừa có chuyến du lịch Đà Nẵng về và rút ra ngay không ít kinh nghiệm xương máu. Sau đây là 10 điều cần phải nằm lòng khi đi du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho chuyến du lịch Đà Nẵng sắp tới của bạn nha. 1. Lên lịch trình tham quan Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm thật chi tiết. Không phải tự nhiên mà Cuồng khuyên bạn nên lên lịch trình tham quan Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm đầu tiên. Điều này không hề thừa thãi bởi Đà Nẵng có rất nhiều điểm tham quan hấp dẫn và hoạt động trải nghiệm thú vị. Bởi vậy, nếu bạn chỉ có 3 ngày 2 đêm thì chắc chắn không đi hết Đà Nẵng được. Cho nên dù bạn chọn tour du lịch Đà Nẵng chọn gói của đơn vị lữ hành hay là quyết định đi du lịch Đà Nẵng tự túc thì cũng nên tham khảo các điểm tham quan để lên cho mình một lịch trình tour phù hợp nhất. Sau đây, Cuồng sẽ gợi ý cho bạn một số lịch trình tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm để các bạn có thể tham khảo. Đối với những bạn thích tour du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm tham quan nhiều cảnh đẹp thì ngày 1, đường lên tên cảnh Bà Nà Hills Đà Nẵng. Nói về vẻ đẹp của Bà Nà Hills thì chắc ai ai cũng biết rồi. Bà Nà Hills đẹp đến từng ngóc ngách, từng chi tiết, từ kiến trúc Pháp cổ kính lãng mạn đến những công trình kỳ vĩ như cầu vàng, hầm rượu Dubai, vườn hoa rực rỡ, làng Pháp nhộn nhịp. Bởi vậy, có thể nói là Bà Nà Hills Đà Nẵng là địa điểm du lịch Đà Nẵng đầu tiên ai cũng nghĩ đến trong các tour du lịch Đà Nẵng. Ngày 2, trải nghiệm suối khoáng nóng thần tài. Nói đến đây thì có một số bạn đã đi rồi thì cho rằng suối khoáng nóng thần tài cũng bình thường thôi. Tuy nhiên, với Cuồng thì chúng mình thấy suối khoáng nóng thần tài Đà Nẵng cực kỳ đẹp. Dọc đường đi đến suối thần tài, một bên là vách núi, một bên là rừng rất nên thơ. Đứng trên đền thần tài nhìn xuống là bao trùm không gian xanh mát kỳ vĩ. Các công trình trong suối khoáng nóng thần tài được xây dựng dựa trên hiện đại nhưng vẫn phù hợp với không gian thiên nhiên sẵn có. Công viên khủng long với những mô hình sắc sảo đến từng chi tiết. Đây sẽ là điểm đến phù hợp cho các bạn thích ngắm cảnh đẹp trong tour du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm của mình. Ngày 3, check-in bán đảo Sơn Trà là khu rừng nguyên sinh có khí hậu mát mẻ quanh năm. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và là điểm đến hứa hẹn những điều bất ngờ và thú vị, bán đảo Sơn Trà là cái tên được lọt vào list những điểm đến cần đặt chân tới. Tại bán đảo Sơn Trà có nhiều điểm đẹp để bạn có thể check-in như là cây đa nghìn năm, đỉnh Bàn Cờ, mũi Nghê, rạn Nam Ô. Đối với các bạn thích tour du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm chủ đề trải nghiệm khám phá thì ngày 1 các bạn có thể đến Bà Nà Hills Đà Nẵng. Bạn đừng thắc mắc vì sao tour du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm nào Cuồng cũng đưa khu du lịch Bà Nà Hills vào, bởi lẽ đây là địa điểm du lịch Đà Nẵng cực kỳ độc đáo, có cả ảnh đẹp như tiên cảnh, có cả hoạt động trải nghiệm thú vị và cả khu tâm linh uy nghiêm cổ kính. Vậy hoạt động trải nghiệm tại khu du lịch Bà Nà Hills Đà Nẵng là gì? Là cảm giác ngồi cáp treo lên độ cao 1487m so với mực nước biển, là cảm giác vô mốt khi chơi trò chơi trượt máng tốc độ cao, hay chinh phục khu fantasy với 105 trò chơi cực đã. Ngày 2, một ngày thử thách trượt thác Hòa Phú Thành. Đây cũng là địa điểm du lịch Đà Nẵng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, cảm giác cùng đồng bọn ngồi trên phao và trượt theo dòng chảy gập ghềnh của các con thác. Đây là hoạt động không dành cho những bạn nào yếu tim đâu nha, hay là cao huyết áp thì các bạn chắc là cũng không dám trải nghiệm đâu. Vậy nên đừng đưa vào lịch trình tour du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm của mình. Ngày 3, trải nghiệm công viên châu Á. Đến với công viên châu Á Đà Nẵng, các bạn trẻ sẽ được thỏa sức trải nghiệm với các trò chơi cảm giác mạnh, hiện đại như là tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, tàu lượn treo. Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm hết trò chơi tại công viên châu Á Đà Nẵng thì bạn nên đi vào cuối tuần, sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 22 giờ tối. Còn đi ngày thường thì công viên chỉ mở cửa từ 3 giờ chiều đến 22 giờ tối. Đối với những bạn muốn tour du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm hành hương thì ngày 1 các bạn viếng khu tâm linh Bà Nà Hills. Như đã nói ở trên, Bà Nà Hills Đà Nẵng có khu tâm linh nổi bậc với chùa Linh Ứng có tượng Thích Ca Mâu Ni lớn nhất châu Á, phong linh bảo tháp, lầu chuông, đền lĩnh chúa Thiên Từ. Ngày 2, các bạn tham quan chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà là một trong ba ngôi chùa cùng mang tên Linh Ứng ở Đà Nẵng.
Không rõ là do vô tình hay là do chữ duyên mà cả ba ngôi chùa đều được tọa lạc trên những vị thế đắc địa của thành phố Đà Nẵng, tạo thành một tam giác linh thiêng cho thành phố. Ngày 3, viếng chùa Tam Thai Ngũ Hành Sơn. Núi Ngũ Hành Sơn có cảnh quan hùng vĩ với những ngọn đá rêu phong cổ kính cùng nhiều công trình kiến trúc văn hóa và lịch sử đặc sắc. Tam Thái Tự là một trong những địa điểm du lịch Đà Nẵng thu hút nhiều du khách và tăng ni Phật tử đến thăm. Nơi đây là điểm đến thiêng liêng, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh của vùng đất Đà Thành. 2. Nắm khung giờ của các cây cầu. Cầu Rồng. Cây cầu được xem là biểu tượng đặc trưng của Đà Nẵng, nằm ngay trung tâm Đà Nẵng nên dù bạn chọn chương trình tour du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm nào cũng sẽ được đi ngang cầu Rồng rất nhiều lần. Điểm nổi bật của cầu Rồng Đà Nẵng mà bạn cần nhớ là tại đây sẽ có hoạt động phun lửa và phun nước vào 21 giờ ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần nhằm phục vụ du khách mỗi khi có dịp đi du lịch Đà Nẵng. Cầu Sông Hàn. Khi nhắc đến Đà Nẵng nói chung và du lịch Đà Nẵng nói riêng thì không thể không nhắc đến cầu Sông Hàn. Đây là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Phần giữa cầu Sông Hàn có thể tách làm đôi và quay 90 độ quanh trục nằm dọc theo dòng chảy của dòng sông để mở ra một con đường mới cho tàu lớn đi qua. Và các bạn nên nhớ, cầu Sông Hàn sẽ xoay vào lúc 23 giờ ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần để phục vụ trải nghiệm cho các du khách khi đến du lịch Đà Nẵng. Vậy thì nếu tour du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm của bạn rơi vào cuối tuần thì nên tranh thủ thời gian để chứng kiến những giây phút đặc biệt là hai chiếc cầu độc đáo này nhé. 3. Các điểm vui chơi tại Đà Nẵng về đêm. Chợ đêm Helio. Do trung tâm thương mại Helio tổ chức nhằm phục vụ du khách gần xa mỗi khi có dịp đi du lịch Đà Nẵng. Chợ đêm Helio được mệnh danh là thiên đường ẩm thực về đêm tại Đà Nẵng với hàng trăm món ăn ngon đủ tất cả các thể loại từ ăn vặt, ăn no, hải sản tự chọn, đồ nướng, bia, trà sữa, trà chanh, kem. Bạn có thể tìm kiếm bất kỳ món gì mà bạn muốn ăn tại đây. Điểm đặc biệt thú vị tại chợ đêm Helio Đà Nẵng là nhân viên tại đây đều là các bạn còn rất trẻ, cách bày trí cũng khá đơn giản nhưng rất sôi động và hiện đại. Thùng ướp bia lạnh cũng như là bàn ghế đều được làm từ các thùng phuy và bánh xe. Không gian xung quanh chợ Helio luôn nhộn nhịp và tràn đầy năng lượng. Chợ hoạt động từ 17 giờ đến 22 giờ 30 mỗi ngày. Đặc biệt tại đây có biểu diễn văn nghệ 2 suất một đêm là lúc 20 giờ và 21 giờ 30. Ngoài ra thì các bạn cũng lưu ý là các ngày mưa chợ đêm Helio sẽ không hoạt động nhé. Chợ đêm Sơn Trà. Chợ rất gần với cầu Rồng, cầu Tình Yêu là những điểm du lịch Đà Nẵng nổi tiếng. Vì vậy bạn có thể kết hợp tham quan, ngắm cảnh và mua sắm tại chợ đêm Sơn Trà ngay trong lịch trình tour du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm của mình. Đặc biệt, tất cả các cầy hoàng ở chợ đêm Sơn Trà đều được niêm yết giá. Đa phần các chủ quầy là các bạn trẻ bắt đầu khởi nghiệp. Công viên Châu Á. Thường thì các công viên giải trí sẽ mở cửa ban ngày đến tầm 5-6 giờ chiều là đóng cửa. Tuy nhiên thì công viên Châu Á là địa điểm du lịch Đà Nẵng cực kỳ đặc biệt. Tại đây đóng cửa vào lúc 22 giờ tối và trải nghiệm đặc biệt của công viên Châu Á chính là vòng xoay Sun View, nơi bạn vừa có thể ngồi thư giãn tâm sự cùng bạn bè, người yêu, tận hưởng bầu trời đêm Đà Nẵng thanh bình và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng về đêm lung linh rực rỡ. Bốn, tuyệt đối không được nhờ taxi hoặc là xe điện giới thiệu nhà hàng khi đi du lịch Đà Nẵng. Đây có thể nói là kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng nhớ đời của Cuồng. Cuối tháng 8 vừa rồi, Cuồng cùng đồng bọn có làm một chuyến du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm để review cho mọi người. Trước khi đi thì mọi người cũng đã tìm hiểu kỹ về các địa điểm du lịch Đà Nẵng nổi tiếng cũng như là thông tin về du lịch Đà Nẵng. Nhưng mới ngày đầu tiên thì chân ướt chân ráo đến Đà Thành. Sau một ngày vui chơi vất vả và định tìm một nơi ăn tối hoành tráng dành lại sức, vậy là bắt gặp ngay một anh lái xe điện cực kỳ dễ thương trước cổng khách sạn. Vậy là mọi người quyết định trải nghiệm Đà Nẵng về đêm bằng xe điện. Anh tài xế báo giá từ khách sạn ra trung tâm, quãng đường khoảng tầm 3 km là 70.000 trên một xe, một mức giá cực kỳ hợp lý phải không nào? Nhưng đang lúc lăn tăn không biết nên ăn tối ở đâu thì anh tài xế nhiệt tình nên là thôi thì Cuồng cũng nhờ giới thiệu. Vậy là anh Tài bảo lên xe sau đó chở một vòng đến quán hải sản Cây Sung. Ban đầu thì thấy quán đông nên Cuồng nghĩ là chắc đây là quán ăn nổi tiếng của Đà Nẵng. Phía trước cũng nhiều xe điện và taxi đưa khách tới nên là cứ thế mà vào. Sau khi được xếp an vị trong một dãy bàn thì Cuồng có nhờ bạn phục vụ cho xin menu. Bạn ấy bảo ở đây chỉ có mì xào và cơm chiên, còn các món hải sản thì phải ra ngoài chọn và cân trực tiếp. Sau khi đã đi chợ xong, mọi người vừa ngồi chờ và tán gẫu thì phát hiện bàn bên cạnh đang xem menu.
Cuồng có hỏi bạn nhân viên vì sao bàn bên kia có menu mà lúc này bạn nói không, thì bạn ấy trả lời em mới vào nên là nhớ nhầm. Sau khi Cuồng có yêu cầu làm việc với quản lý thì họ giải thích xin lỗi. Vậy là ấn tượng đầu tiên về nhà hàng Đà Nẵng của Cuồng đã bị trừ đi một điểm rồi đấy. Tiếp sau, Cuồng có dạo một vòng để tham quan nhà hàng thì tình cờ thấy phía trước nhà hàng có một chiếc bàn nơi có khoảng 2 nhân viên nhà hàng đang ngồi và trò chuyện với các anh tài xế xe điện và taxi có vẻ rất là thân thiết. Và cứ mỗi xe đưa một nhóm khách vào nhà hàng thì anh tài xế sẽ nán lại và trao đổi riêng với nhân viên nhà hàng đang trực phía trước. Vậy là đủ hiểu rồi hen. Về các món ăn tại nhà hàng thì đảm bảo tươi vì hải sản sống đang nuôi trong tủ kính bắt ra mà. Nhưng về giá thì có vẻ hơi chát. Một đĩa cơm chiên, một đĩa mì xào, một con cá bống mú tầm 1,2 cân, một cân sò lụa và một cái lẩu hải sản nhỏ cho 8 người mà tính tiền gần 3 triệu. Chính vì vậy mà bạn cần phải nhớ là không được nhờ tài xế chỉ điểm nhà hàng khi đi du lịch Đà Nẵng nhé. 5. Không nên đi xe máy đến khu suối khoáng nóng Thần Tài vào mùa mưa. Suối khoáng nóng Thần Tài thì cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 40 km. Nếu mà các bạn đi theo tour du lịch Đà Nẵng chọn gói thì chắc sẽ có xe của tour đưa đi. Riêng các bạn trẻ đi du lịch Đà Nẵng tự túc thì hay chọn cách thuê xe máy để đến núi Thần Tài. Đường đi khá xa nhưng một bên là vách núi, một bên là rừng cây. Nếu bạn đi vào mùa nắng thì không sao, nhưng nếu đi vào mùa mưa thì tại đây thường hay bị sạt lở đất và có lũ quét. Chính vì vậy nếu mà các bạn đi du lịch Đà Nẵng vào mùa mưa thì tuyệt đối không nên đi xe máy đến khu suối khoáng nóng Thần Tài, đặc biệt là vào những ngày mưa bão các bạn nha. 6. Bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng khá dốc và sóng to nên tuyệt đối tuân theo hiệu lệnh của nhân viên cứu hộ. Đặc biệt là không nên tắm biển Đà Nẵng sau 19 giờ vì rất là nguy hiểm. Tuy biển Mỹ Khê nằm ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng và có nhiều du khách đến tham quan tắm biển, nhưng mà bãi cát tại đây cực kỳ sạch sẽ, không hề có tình trạng buôn bán hàng rong hay là tụ tập nhậu nhẹt. Và đặc biệt là tại bãi biển Mỹ Khê còn có quy định là nếu xả rác bạn sẽ bị phạt từ 50.000 đồng. 7. Nhớ số điện thoại tổng đài hỗ trợ quyền lợi khách du lịch tại Đà Nẵng. Tuy bạn chỉ tham quan Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, nhưng làm sao chắc được trong thời gian ngắn ngủi đó bạn không gặp sự cố. Và trong trường hợp đó bạn có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng. Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng chính thức được đưa vào hoạt động tại 32A Phan Đình Phùng, Đà Nẵng. Ngoài ra thì trung tâm cũng còn có thêm 2 quầy thông tin hỗ trợ khách tại ga đến quốc nội và ga đến quốc tế thuộc sân bay quốc tế Đà Nẵng. Công việc chính là hỗ trợ hết mình cho du khách khi đến với thành phố, tạo nên một môi trường du lịch thân thiện, an toàn tại Đà Nẵng. Đường dây nóng là 0236 3550 111 và 0236 31022. 8. Không nên sử dụng dịch vụ giặt ủi ngoài khách sạn khi đi du lịch Đà Nẵng. Tuy bạn đi du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm và lượng quần áo mang theo là không cần quá nhiều, nhưng biết đâu trong tình huống đặc biệt cần dùng đến dịch vụ giặt ủi thì nên sử dụng dịch vụ của khách sạn. Cho dù giặt ủi khách sạn thì giá cao gần gấp đôi với giặt ngoài. Thường thì tâm lý khách đi du lịch thì ai cũng muốn sắm đồ đẹp, đồ mới để có những bức ảnh check-in xinh lung linh. Nhưng mà thường đồ mới thì thường dễ bị lem màu nhất, nhất là khi mà giặt đồ sáng màu chung với đồ tối màu, phải không nào? Và tuy Đà Nẵng có rất nhiều tiệm giặt ủi bình dân giá chỉ tầm 20.000 trên một cân thôi, nhưng khi mà giặt thì họ sẽ không tư vấn cho bạn là nên phân hai loại đồ ra hay là yêu cầu giặt thành hai lần, mà họ sẽ để chung tất cả vào một lần giặt để tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí. Và hậu quả là tất cả váy đầm đẹp của bạn sẽ nhả chung thành một màu cháo lòng. Và đây cũng là kinh nghiệm xương máu của Cuồng khi mà đã giặt ủi ở ngoài các bạn nha. 9. Nên hỏi giá trước khi sử dụng các dịch vụ tại Đà Nẵng, đặc biệt là khi vào các nhà hàng. Đà Nẵng là một thành phố du lịch nổi tiếng và du lịch Đà Nẵng được quản lý rất chặt chẽ theo hướng thân thiện với du khách. Chính vì vậy mà các nhà hàng hay các điểm buôn bán như là chợ, địa điểm du lịch Đà Nẵng đều có giá niêm yết rất rõ ràng. Chính vì vậy bạn có thể biết trước giá cho từng dịch vụ và cân nhắc xem chọn sản phẩm nào là phù hợp. Tuy nhiên, với một số nhà hàng tại Đà Nẵng vẫn có giá niêm yết nhưng chỉ với một số món ăn bình thường. Riêng các món ăn đặc sản đặc biệt thì hải sản như là hải sản ấy thì thường thay đổi giá theo từng ngày. Chính vì vậy mà Cuồng khuyên các bạn là khi vào ăn tại các nhà hàng Đà Nẵng thì bạn nên hỏi giá lại một lần nữa cho chính xác để tránh trường hợp bị chém đẹp trong một nhát dao nha. 10. Không nên đi đến đỉnh Bàn Cờ bằng xe máy, đặc biệt là xe tay ga vì đường rất dốc và nguy hiểm. Đỉnh Bàn Cờ nơi hiện hữu một ván cờ giang dở từ xa xưa và chưa thể kết thúc. Hành trình lên tới đỉnh Bàn Cờ là những con đường núi quanh co uốn khúc. Chạy xe men theo đường núi có lúc mở ra trước mắt ta là bãi biển xanh như ngọc, nhẹ nhàng, rộng lớn, trẻ trôi lững lờ, lại có lúc mặt biển to lớn kia lại khuất lớp sau những rặng cây rừng xanh lá. Để phủ kín tầm mắt của bạn là cái tươi tắn, mát mẻ, sinh động của những khu rừng rợp bóng cây.
Theo thống kê của Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, trong thời gian từ đầu năm 2019 đến nay đã có đến 12 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến đường chạy quanh bán đảo Sơn Trà. Trong đó có 4 người chết đều là nữ và 3 người bị thương. Điều đáng nói là hầu hết các vụ tai nạn xảy ra trên cung đường này đều là tai nạn tự gây và đa số do nữ điều khiển xe máy. Theo ban quản lý, đa phần tai nạn do không nắm rõ tuyến đường đèo dốc, không có kinh nghiệm, kỹ thuật lái xe yếu dẫn đến tự ngã xe, mất lái. Cụ thể như vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tháng 5 năm 2019, hai sinh viên nữ chở nhau bằng xe tay ga tham quan bán đảo Sơn Trà. Khi đang di chuyển đến đường bê tông với nhiều đoạn dốc và quay co dẫn lên đỉnh bàn cờ thì bị ngã, hậu quả là một nữ sinh tử vong tại chỗ, còn một người thì bị thương nặng. Mới đây nhất là vào trưa ngày 28 tháng 7 cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông ngay trên đường dẫn lên đỉnh bàn cờ khiến hai bà cháu tử vong. Vụ việc xảy ra khi một phụ nữ chở con gái 12 tuổi cùng mẹ là 72 tuổi lên đỉnh bàn cờ Sơn Trà. Khi đổ đèo từ trạm radar Sơn Trà gần đỉnh núi Bàn Cờ về hướng thành phố thì bất ngờ xe bị mất lái khiến cháu bé và cụ bà bị hất văng xuống vực sâu. Các cung đường chạy quanh bán đảo đều là đường dốc, có khúc cua nguy hiểm. Đa phần tai nạn xảy ra là do khả năng điều khiển xe của người đi đường là nữ yếu dẫn đến tai nạn đau lòng. Để cảnh báo, đơn vị đã cắm các biển báo hạn chế lưu thông bằng xe máy, đặc biệt là xe tay ga lên Sơn Trà. Mặc dù đường lên đỉnh Bàn Cờ đã được giải nhựa bằng phẳng nhưng vẫn có nhiều khúc cua gấp và đôi khi bị che khuất tầm nhìn bởi sương mù dày đặc khi trời đổ mưa. Để hạn chế tai nạn giao thông, ngành chức năng đã triển khai lắp đặt một số gương cầu lồi và biển cảnh báo ở những nơi nguy hiểm. Vì vậy, để có được một chuyến check-in đỉnh Bàn Cờ an toàn và trọn vẹn thì cùng khuyên bạn là nên chọn phương án thuê ô tô. Giá thuê ô tô đi lên đỉnh Bàn Cờ cũng chỉ vài trăm nghìn nhưng đảm bảo an toàn cho bạn. Đồng thời, trên xe bạn có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh đẹp dọc đường mà không cần phải lo ngại điều gì. Trên đây là chia sẻ của Cuồng về 10 điều cần nằm lòng khi đi du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp cho bạn có chuyến du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm thật vui và trọn vẹn. Nếu bạn nào có thêm các kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng thì hãy comment chia sẻ để mọi người cùng cập nhật nhé. Đừng quên like, share và đăng ký ủng hộ kênh và nhận thêm nhiều thông tin du lịch hữu ích từ Cuồng các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.